Lan là gì? Thái Lan 160 vậy. Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV. Hiện tại là em đang ở địa chỉ là 204 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình. Thì hôm nay anh Nhất anh có nhập về cái lô sầu riêng Thái nha cô chú. Thái Lan Full Mini, đặc biệt là anh có sầu riêng Charlie nè, Charlie của Thái Lan luôn. À, là mới luôn. À, da nó sầm sùng ha. À, sầm sùng nó có ấy anh hả? Đúng không? Đây sầu riêng Charlie. Đâu cơm của Charlie anh. Ừ. À, giá bao nhiêu anh Nhất? À, cái này cũng 160 luôn. 160. Đây bán mắc hơn mà lại gì bán đồng giá luôn. À, giá hả? Giá là hôm bữa đó là hết hàng nhưng mà vẫn còn phải không? Dạ. Cơm mì nhá. Cơm mì màng lớn. Charlie hả? Ờ Charlie. À, Charlie. À, Charlie. Charlie. Ờ. Cái xe Charlie á. Hôm nay mà nó ngọt nó béo cực kỳ. Ngọt béo hả? Ngọt béo cực kỳ. Bán là ok 100% luôn. Đây mình sẽ chia sẻ cho cô chú. Mà này hàng lép 90% nha. Hàng lép 90% là hàng lép 90%. Anh à, bẻ ra hai ra cho anh Hà nữa nè. Cắt hai ra. Cắt làm đôi luôn nè. Đó, lép dữ dằn luôn. À. Đó, lép dữ dằn. Quá bén, quá bén. Quá bén. Đây, này là anh Nhất nè, anh Hà cầm thử thức thử anh Hà. Em với anh thử. Đây. Bên này bên này có loại sầu riêng là Charlie nhưng mà là Charlie của Thái Lan nha, chứ không phải là Charlie Việt Nam. À. Béo mà. Béo mà nó bùi mà nó bùi nó dẻo ghê hả? Dẻo. Béo. Trời. Dẻo nha các bạn. Nó thật lép thôi. Ê, cái sầu riêng này ngon ghê anh Nhất. Giá vậy vui là mười mấy giá là khách ăn là mươi mặn luôn mà. À. Nó béo nó bùi nó dẻo. Dẻo lắm, ngọt lắm. Đây, cho đây nè. Rồi rồi. Ừ. Nó không quá ngọt nha. Không kéo vậy. Không cắm cáo tí nha bạn. Sầu riêng của Sa Thi. Ừ. Nhập khẩu hàng cái này nó muối dữ lắm. Cái hộp nhỏ nè. À, đến này hả anh? Muối dữ vậy. Muối nó muối dài con rồi, muối nó có dài cái này con. Ủa anh có cái sầu riêng này nó béo ghê luôn á. Nó béo và đặc biệt là nó rất là béo luôn. Nó mịn lắm. Anh mới nhập về lần đầu không? Đầu luôn. Cái ăn liền nè. Thế rồi. Có cái ăn liền không? Bao ăn. Vui ra sự lạc trả lời. Ngoài ra anh bán thêm trái cây rất nhiều loại. Thái này ngon. Phải nhiều chục ngàn. Bằng Hà Nội. Charlie. Cái Charlie ở Việt Nam mình cũng có nha, nhưng mà cái này là Charlie nhập trực tiếp từ Thái Lan. Ủa Việt Nam cũng có Charlie hả? Có chứ. À. Ừ. Béo cực kỳ béo anh hả? Thơm mà nó không bị quá ngọt nha. 160 chứ còn là cái hàm lượng đường của Thái Lan quá cao. Dạ bao ăn luôn vậy. Tại chỗ, sự lạc trả lời. Dạ. Thử đi cô ơi. Cái này mình có đặt hàng online, bán online không anh Nhất? Anh đọc số điện thoại của anh Nhất đi. 0938 414 981. Rồi, đó là số anh Nhất á, cô chú cứ liên hệ nha. Liên hệ với anh Nhất. Cái anh nhìn cái đội khá là gọi là lạ nhập. Bây giờ giá chung còn cái này tí hon. Lô này nó gì cho cơm này nó giờ ngon dữ vậy luôn. Dạ hả? Cơm nó đỏ. Dạ, nên đỏ giống như lần trước vậy. Ồ. Cái này sao bỏ bình đá nữa hả? Dạ. À, cái đó để rồi. À, cho em biết để gì đó.
cho chị thử thử miếng cha ly hả? Rồi hả? Tại chỗ luôn. Khách thử miếng cha ly nè. Mình mới vừa thử á. Hả? Lấy cho cha ly hay là lấy cái đậu này? Thử đó chị, thử thử ngon lắm. Mình thử thêm trái vải nữa. Vải là bao? Lép 90% nha các bạn. Vải thiều lục ngạn hiện tại là đang vào vụ mùa. Đây. Vải thiều lục ngạn. Cái này là mình có loại rau rồi đó rồi. Quay vải là bát ngát luôn. Thì 3.8 thì là. 3.8 à. Trái cha ly nè. Cua trái cha ly cho khách nè. Bữa quay xong rồi đứng ra lượm cái mũ nguy hiểm luôn. Nhưng mà tính ra cũng cũng còn đứt. Để làm cái nó lấy cái để làm cái. Nào kia ác. Sau đó cái bạn một kia người ta đỡ bạn rồi. Đem xe rồi lấy nóng luôn. Cái bạn của nó có mặn nó là bao nhiêu ký nhắc 40. Mặn 40 anh. Rồi trái gì đó tự nhiên quay cả. Đấy chứ. Đào. Không phải. Cái gì? Quá trời luôn. Thật à hả? Vải. Và vải là 30.000 ký hả? Quá trời ơi. Cha ly nè cô chú ơi. Cơm vô cơm. Nãy trái này bao nhiêu anh nhắc? 380 hả? 380. Cái cân lại không? Nhớ không? Nhớ rồi. Rồi cho để công viên á. 380. Vỏ mỏng không? Nhiều khi mình nhìn nó ngoài thì sẽ dặn cho người xui. Đó là cái loại chai ly này là anh sẽ nhập về thường xuyên luôn hay sao? Chắc có hàng em nhập thường xuyên á, nếu mà có hàng nó báo cho mình á. Cái này nó xù xì giống như của Thái đó hả? À. Của Thái, đây là nhập luôn. Mà béo thiệt. Cũng béo. 89.000 chị, lấy thêm trái 2 trái cho chẳng chín trùng rồi chị ha. Này bán khách cho con kia ba hai trái ăn mơi luôn. Khách ta đứng mua trái cây. Không bán nhiều loại, khách có nhiều sự lựa chọn. Đúng rồi vậy. Cho chị chỉ xem. Ừ, nghe kia, ôi khách quá trời, quá đắt luôn. Đào hết luôn. Đang anh nhắc này cô cháy cái này là muối to nhất này. Ồ, ôi ôi. Ui quá dữ. Béo cực kỳ béo. Nó ngọt theo kiểu của nó ngon ấy. Thơm ngon, nó dột cái bụng, không bỏ miếng nào hết luôn. 380 nha bạn. Cơm gọi là chặt đi của Thái. Đây là trái cây nè. Nó bán thêm trái cây nữa. Chôm chôm. Rồi mặn Hà Nội. Đó là full mini á chị. Còn trái đó là full mini á. Đem ra ngoài đây cui nè, cho anh nhắc cái đẹp nhất. Táo chôm chôm Thái nè. Đây là chôm chôm Thái nha. Mình tự cái chôm chôm Thái nè. Chóc chôm chôm chóc. Chôm chôm Thái là Thái. Chóc là cái loại kia kìa. Khác nữa hả? Cái này còn cái hộp hả? Lấy cái hộp đi chung ơi. Dạ dạ chờ em chút nha anh. Nhắc nó thôi.
cái nền của cái bãi này là nổi bập luôn cái sầu riêng luôn á chứ. À, đây là Pool Mini 16 luôn chứ anh nhắc hả? Đúng rồi, 16. Hai lẻ bốn Nguyễn Thái Bình, phường 12 quận Tân Bình. Đồng chí kia rất là yên tĩnh, ngồi trên xe yên tĩnh luôn. Wow, trời ơi, da mà vàng đỏ luôn. Cái cơm ngon thử không? Hoàng nay lên hoàng hoàng đậm giá hàng hoàng đậm luôn, nhưng hàng này hôm nay bán là bao từ A tới Z. À, hàng bán là bao từ A tới Z không? Từ Z đó là công đoạn cuối cùng á. Z là ăn múc ra còn cái hộp không ấy. Đó, đây là Pool Mini nha cô chú. Sầu riêng tí hon đã qua đã có trở lại. Anh nhắc anh tưởng là kết thúc, hồi bữa là anh tưởng là kết thúc năm 2023 rồi. Nhưng mà anh mới vừa nhập về thêm. Đặc biệt là có Charlie Thái Lan, thằng nhập luôn. Điều lần 160.000. Cơm cực kỳ béo, ngọt. Trong cái hương vị nó rất là lạ lắm, ngon lắm. Có hàng mẫu để thử. Có hàng mẫu để thử. Nhưng mà số lượng có hạn nha, limit lượng nha các bạn. Có gì đâu ông chủ bán 4 tấn sầu riêng, 3-4 tấn sầu riêng thì ông đem ra máy trái thử thôi. Đây là mặn Hà Nội nè cô chú. Đây là mặn Hà Nội. Mặn Hà Nội thì là 30k. Ủa, mặn Hà Nội là bao nhiêu? 40k. 40k, 40k. Dạ, lớn. À, nhỏ đây là 30 nè. Lớn là 40. Không 30, dãy 30. Dạ. 40. Không thấy ảnh để có hũ muối vậy kìa. Lúc đầu tiên mình thấy là có hũ muối đúng không? Thau muối. Mời cô chú anh chị, bữa nay là mùa trái cây, gần tới mùng 5 tháng 5 rồi. Mặn Hà Nội. Quá bén, quá bén. Bén quá. Ngọt lắm. Mặn có sơn la đó. Sơn la hả? Đúng sơn la luôn. Sơn la. Lạng Sơn. Mặn Hà Nội nè. Cái nhỏ nhỏ không à anh nhé, cái đó là mấy lạng á, hơn nửa ký hả? Chung lần này nó nhập lần này nó hàng 4 hộp 5 hộp nhiều, cơm ngon quá, cơm ngon á, quá đỉnh, cũng đủ cui ra một trái để cho khách thử. Tưởng đâu cái vỏ nó ngoài nó vậy mà cua ra đâu, vỏ đâu có vậy đâu. À, không vậy lắm. Nhiều người nói vỏ nó vừa ôm. Nhìn cái vỏ nó giống y Thái vậy, y sầu Thái đó, đúng không? Cái vỏ cho nhìn là y sầu Thái. Dạ, à, đúng rồi. Vậy đưa em có 100kg bán thử đó mà. Đưa 100kg bán thử hả? Đưa 100kg bán thử. À. Cái đó phải gửi nha, mấy ông chủ sầu riêng bán sầu riêng ông nào cũng biết gửi chứ hả, gửi mới biết luôn đúng không anh, đúng không, vừa gõ vừa gửi lắc lắc gõ gửi chồng có chào Thái Lan là dễ nhất. À, Thái Lan là dễ nhất không? À, cho đây tí hòn này mấy lạng nhỏ nhỏ, trẻ nhỏ nó thấy nó cười.
nhỏ nhưng mà là có vỏ. Trẻ nhỏ nó thấy nó cười anh Nhất nè. Cô chú anh chị và các bạn cứ gọi điện cho anh Nhất đi. Gọi điện á là để anh Nhất anh ví dụ như là mình ship, muốn ship hàng hay là sao đó. Hoặc là mua lại giá sỉ, anh cũng bán giá sỉ nữa đó. Thì cứ gọi điện cho anh sẽ trực tiếp như là trao đổi nó sẽ dễ hơn nha. Còn tụi em thì chỉ quay YouTube à, tụi em chỉ quay chỉ đưa thông tin rồi nên là không có biết như thế nào. Nhỏ tròn cái cây này chừng 6 lạng rồi. 6 lạng à, 6 kế nha các bạn. Ngoài ra mình thấy anh bán trái cây rất là nhiều loại trái cây nữa. Từ nãy vô thử của anh mấy trái rồi. Hả? Cái này là mới về luôn hả anh Nhất? Mới về luôn hả? Đây là bữa nay cập nhật lại cho hàng này ngày mai thu mua đơn. Ngày mai hả? Mai rồi. Nhưng mà bữa nay vẫn có chín đúng không? Có chín. Ngày mai. Ít. Chắc hàng này nó già quá chắc ngày mai chín nhiều. Tức là hôm nay em, tức là cô chú anh chị và các bạn xem cái video á thì em mới vừa quay nha. Mới vừa quay để em đen á là mình chạy ra là đều có hết. Tròn ghê luôn. Lúc trước là anh Nhất là anh chuyên bán trái cây thôi, trái cây bốn mùa. Anh bán trái cây bốn mùa. Bây giờ anh chuyên anh chuyển qua anh bán thêm sầu riêng mini tí hon rất là nổi tiếng. Đó, cô. Cô già.